Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr angeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật video lên. Các bạn thân mến, trong bài lần trước thì chúng ta đã cùng với nhau làm quen với phần thi nói của kỳ thi A2 tiếng Đức, Goethe Certificate A2. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau làm một số những bài luyện tập để giúp cho các bạn có thể ôn luyện lại kiến thức cũng như là tự đánh giá xem trình độ của mình đang ở đâu. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể biết được rằng mình còn yếu ở đâu, mình cần phải ôn thêm ở phần nào. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay bài học ngày hôm nay nhé. Lass uns anfangen. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với phần thứ nhất. Như đã nói với các bạn ở bài học lần trước thì ở phần này chúng ta sẽ phải rút những tấm thẻ và trên mỗi tấm thẻ sẽ là một từ khóa. Các bạn sẽ phải đặt câu hỏi về từ khóa này cũng như là phải trả lời câu hỏi của người cùng thi với mình. Mình sẽ đưa cho các bạn một vài những từ khóa căn bản và các bạn hãy phải suy nghĩ xem là mình sẽ ứng phó như thế nào khi gặp những từ này. Sau khi nhìn thấy từ khóa, các bạn có thể dừng video lại để suy nghĩ hoặc là tiếp tục theo dõi phần đáp án gợi ý của mình. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử với từ khóa đầu tiên nhé. Chúng ta có từ hobby. Hobby. Các bạn sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Was sind Ihre Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? Oder Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich mag Bücher lesen, kochen und spazieren gehen. Ich mag Bücher lesen, kochen und spazieren gehen. Du dit her Familie. Familie. Wo lebt Ihre Familie? Wo lebt Ihre Familie? Meine Familie lebt in Vietnam. Meine Familie lebt in Vietnam. Beruf. Beruf. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Oder was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Ngoài ra chúng ta còn một số những từ như Ingenieur, Ingenieur, Informatiker, Informatiker, Buchhalter, Buchhalter, Bürokaufmann, Bürokaufmann, Bürokauffrau, Bürokauffrau, Studium, Studium. Was haben Sie studiert? Was haben Sie studiert? Ich habe Informatik studiert. Ich habe Informatik studiert. Wo haben Sie studiert? Wo haben Sie studiert? Ich habe an der Universität Tübingen studiert. Ich habe an der Universität Tübingen studiert. Sprachen. Sprachen. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Vietnamesisch, Englisch und Deutsch. Ich spreche Vietnamesisch, Englisch und Deutsch. Wohnort. Wohnort. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Herkunft. Herkunft.
Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Vietnam. Ich komme aus Vietnam. Geburtstag. Geburtstag. Wann haben Sie Geburtstag? Wann haben Sie Geburtstag? Ich habe am 7. Mai Geburtstag. Ich habe am 7. Mai Geburtstag. Kinder. Kinder. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Oder ja, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Ja, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Schule. Schule. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach war Englisch. Mein Lieblingsfach war Englisch. Freunde. Freunde. Wie oft treffen Sie Ihre Freunde? Wie oft treffen Sie Ihre Freunde? Ich treffe meine Freunde oft am Wochenende. Ich treffe meine Freunde oft am Wochenende. Alte. Alte. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin 27 Jahre alt. Sport. Sport. Treiben Sie gern Sport? Treiben Sie gern Sport? Ja, ich spiele gern Fußball. Ja, ich spiele gern Fußball. Instrument. Instrument. Können Sie ein Instrument spielen? Können Sie ein Instrument spielen? Ja, ich kann Gitarre spielen. Ja, ich kann Gitarre spielen. Nein, ich kann leider kein Instrument spielen. Nein, ich kann leider kein Instrument spielen. Das war Teil 1. Đó là phần thi thứ nhất. Ở phần thi này các bạn hoàn toàn có thể luyện tập và chuẩn bị ở nhà bằng cách ôn lại những từ vựng quan trọng, những mẫu câu quan trọng trong giáo trình học của các bạn. Ở phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video thì mình sẽ để cho các bạn một đường link đến phần tài liệu là danh sách những từ vựng có liên quan tới chủ đề A2 để các bạn có được một cái nhìn tổng quát và thuận tiện hơn cho các bạn trong việc ôn tập lại kiến thức nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng với nhau sang phần thi thứ hai. Các bạn còn nhớ là ở phần thi thứ hai này thì nhiệm vụ của chúng ta là gì không? Chúng ta sẽ phải bốc thăm một tấm thẻ và trên một tấm thẻ đó thông thường sẽ có một câu hỏi và xung quanh sẽ là bốn từ khóa và các bạn sẽ phải dựa vào bốn từ khóa này để trả lời câu hỏi. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ phải tự kể một cái điều gì đó về bản thân mình bằng việc sử dụng những cái từ khóa đã cho. Ở đây thì các bạn không phải sử dụng hết tất cả 4 từ khóa mà các bạn có thể sử dụng 1 hay là 2 hay là 3 từ khóa mà các bạn đi sâu vào những từ khóa đó. Điều quan trọng ở đây đó là các bạn có thể nói một cách thoải mái về một chủ đề nào đó. Thực sự thì để có thể nói một cách thoải mái, cách tự tin về một chủ đề nào đó khi mình đang phải ngồi trước người chấm thi thì nó không phải là một điều dễ dàng một chút nào. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau luyện tập với một đề thi để các bạn có thể tự kiểm tra xem trình độ của mình đến đâu nhé. Giờ các bạn hãy nhìn vào cái tấm phiếu sau đây. Chủ đề của chúng ta với câu hỏi là Was machen Sie oft am Wochenende? Was machen Sie oft am Wochenende?
Ở đây chúng ta có bốn từ khóa. Thứ nhất đó là Sport. Jemanden besuchen. Wo? Mit wem? Bây giờ thì mình sẽ đưa cho các bạn một đáp án gợi ý để các bạn có thể tham khảo nhé. Am Wochenende bleibe ich oft zu Hause. Zuerst muss ich mein Zimmer aufräumen und meine Wäsche waschen. Danach muss ich meine Hausaufgaben machen. Wenn ich mal Zeit habe, treffe ich meine Freunde und dann gehen wir zusammen ins Kino oder unterhalten uns in einem Café. Manchmal treffen wir uns bei jemandem zu Hause, dann kochen wir zusammen. Es macht mir richtig viel Spaß. Danach sehen wir noch einen Film. Am Wochenende gehe ich oft spät schlafen, meistens um 1. So, das war ein Beispiel. Đó là một cái ví dụ các bạn thấy là ở đây thì mình không phải kể một cái câu chuyện dài mà các bạn chỉ cần có thể đưa ra cái suy nghĩ, cái ý kiến của bản thân mình về một chủ đề nào đó. Khi nhận được câu hỏi thì các bạn có một chút thời gian để suy nghĩ, tuy nhiên thì các bạn không được ghi cách đầu dòng. Các bạn sẽ phải suy nghĩ ở trong đầu, các bạn sẽ phải phản ứng một cách nhanh chóng. Mình nghĩ rằng đây là một cái hình thức thi mới của kỳ thi A2 và thực sự nó không đơn giản một chút nào. Ở đây thì mình có lời khuyên cho các bạn là các bạn nên luyện tập nói thường xuyên. Tuy nhiên để có thể nói tốt thì chúng ta phải có một vốn từ vựng nhất định. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như các bạn có thể nắm vững được ngữ pháp. Để có thể nói tốt thì mình nghĩ rằng cái điều quan trọng nữa đó là các bạn sẽ phải luyện tập khả năng đọc của mình. Khi mà chúng ta đọc nhiều thì chúng ta sẽ tự cải thiện được cái vốn từ vựng của mình, cũng như là chúng ta học được cái cách diễn đạt. Điều đó rất là quan trọng bởi vì với tiếng Đức, người Đức sẽ diễn đạt có những cái cách diễn đạt khác so với chúng ta ở tiếng Việt. Và cái này thì chúng ta phải học. Một lời khuyên nữa, đó là khi mà các bạn học một chủ đề nào đó thì các bạn hãy suy nghĩ trong đầu mình những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề đó và các bạn có thể tự nói về cái chủ đề cũng như là tự trả lời cái câu hỏi mà mình đã đặt ra. Các bạn có thể thu âm lại bằng điện thoại của mình hay bất cứ một cái thiết bị thu âm nào khác và sau đó nghe lại, các bạn sẽ thấy là mình đã nói tốt chưa hay là mình còn phải chỉnh sửa thêm ở đâu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thi thứ ba. Ở đây mỗi thí sinh sẽ nhận được một tờ bài tập và trên mỗi tờ bài tập đó sẽ là những thông tin khác nhau. Thông tin của người A sẽ khác với thông tin của người B. Các bạn sẽ thấy là vào giờ này các bạn sẽ phải làm công việc gì và các bạn sẽ phải nói chuyện với nhau, trao đổi thông tin để tìm ra được một ngày, một thời điểm nào đó mà các bạn không phải làm bất cứ một việc gì hết. Và cái thời gian đó các bạn có thể dùng để làm việc gì đó chung với nhau. Ở đây thì cái điều quan trọng là các bạn sẽ phải nắm được cái cách diễn đạt. Đó, chúng ta sẽ có những cái câu diễn đạt nhất định để có thể đưa ra những cái lời gợi ý, lời từ chối hay là đồng ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi sâu hơn vào những cách diễn đạt nhé. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng học cách diễn đạt đưa ra lời gợi ý. Vorschläge machen. Hast du vielleicht am Samstag Zeit? Wir können ins Kino gehen. Hast du vielleicht am Samstag Zeit? Wir können ins Kino gehen. Ich möchte am Samstag ins Kino gehen. Hast du Lust mitzukommen? Ich möchte am Samstag ins Kino gehen. Hast du Lust mitzukommen? Was denkst du, sollen wir am Samstag ins Kino gehen? Was denkst du, sollen wir am Samstag ins Kino gehen? Wann hättest du Zeit? Wann hättest du Zeit? Passt es dir am Samstag um 20 Uhr? Passt
es dir am Samstag um 20 Uhr? Nếu như các bạn đồng ý với những lời gợi ý này thì chúng ta có thể nói như sau. Okay, das machen wir. Okay, das machen wir. Super, das ist eine sehr gute Idee. Super, das ist eine sehr gute Idee. Ja, das passt mir gut. Ja, das passt mir gut. Nếu như các bạn từ chối lời gợi ý ablehnen, thì chúng ta có thể nói như sau. Leider geht es am Samstag nicht. Ich muss arbeiten. Leider geht es am Samstag nicht. Ich muss arbeiten. Am Samstag kann ich leider nicht. Ich muss auf eine Geburtstagsparty gehen. Am Samstag kann ich leider nicht. Ich muss auf eine Geburtstagsparty gehen. Hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn nào đang chuẩn bị thi kỳ thi A2 thì xin chúc các bạn thật là nhiều may mắn và đạt được kết quả tốt nhất. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào, cũng như là kết nối với mình trên Facebook để có thể nhận được nhiều hơn nữa những tài liệu học tiếng Đức cũng như là những chia sẻ của mình về cuộc sống ở nước Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.